Ôi trời. Ồ. Được nha, bên đây coi. Ồ, ngầu, ngầu. Ý. Ồ. Luyện tập Beyblade tới đâu rồi? Đã có tuyệt chiêu nào cho riêng mình chưa? Nếu chưa, hãy lắng nghe tiếng gọi của vị thần Hy Lạp cổ đại. Biết đâu sẽ có một vị thần cho bạn sức mạnh thì sao? Ta đang xem tranh của các vị thần Hy Lạp đó mà. Hôm nay linh hồn Beyblade Zed Arshin. Beyblade Zed Arshin thuộc sở hữu của Iger Akabane. Đây là một cậu bé cứng đầu, hay khoe khoang nhưng lại khá là tốt bụng, nhiệt tình, không bao giờ chịu khuất phục trước những khó khăn và thử thách. Đặc biệt, không có đẹp trai bằng ta, không có nguyên bác bằng ta rồi. Beyblade của Iger Akabane thuộc dòng cân bằng, sở hữu linh hồn của Arshin. Và Arshin chính là con trai của nữ thần biển cả Thetis cùng với vua Hy Lạp Helios. Minh đông, da sắc, mặt bê tông, có sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh phi thường, tài thao lược là khỏi chê luôn. Tất cả những gì chúng ta có thể nói đó là Arshin chiến thần. Còn đây là các tuyệt chiêu của Iger Akabane mà ta đã sưu tầm được. Gắng cố gắng mà luyện tập, luyện luôn ý chí và tấm lòng trong sáng. Biết đâu một cái ngày đẹp trời sẽ có một vị thần chứng minh cho cái sức mạnh của mình và ban cho chúng ta sức mạnh của Beyblade thì sao?